Quà đen. Cuộc chơi hôm nay bây giờ mới chính thức bắt đầu. Dù sao đi nữa, nó cũng là đàn em của tao. Hy vọng rằng anh sẽ phát huy hết năng lực của mình để cho hành tinh quạt của chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển. Con ghệ mày nó lên bàn thờ rồi, tiếp theo là mày đó. Khi nào mà mày không còn làm việc cho Lão Long nữa thì về đội của anh. Nếu nhà Phú thật sự có tài năng, tôi sẵn sàng hai tay giao khu chơi giữa cho anh. Vô lâu nó vô. Chuyện này hả? Tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Đối tượng đang đi vào đường số 4. Mày là đàn em Đại Phi hả? Kể từ lúc nào mà anh Đại Phi lại thân thiết với thần bài không mật như vậy hả? Mày lại bị đám giang hồ này truy sát nữa đúng không? Em không cần biết. Nếu anh còn theo giang hồ thì đừng có nhìn mặt em nữa. Lão Tư Hổ đã vừa mới chọn Đại Phi một món hàng khá lớn. Ăn đi lại nhanh. Bên đây nè. Ăn trộm tôi phải ăn trộm. Chứ anh lại vô nhà tôi. Xuống sát con cua. Xuống sát con cua. 2 triệu. 2 triệu mày. Xuống sát. Rồi giỡn tay lên. Giỡn đây. Ba con một. Xéo. Trời chân đạp đất, một đời là anh em, suốt đời là anh em.